Xin chào cả nhà, quay trở lại với video tiếp theo của sự nhau. Hôm nay thì có anh Dũng anh sang chơi. Giới thiệu cả nhà đây anh Dũng nha. Anh Dũng là một người đầu bếp, vừa là hải sản này, vừa tất cả các loại phở trâu đúng không anh? Đúng rồi. Phở trâu này, phở gà, bò, phở lai. Vâng, đó. Có các phở lai anh? Có phở lai. Phở thịt con nai gì anh? Vâng. À, vâng. Thì hôm nay anh Dũng anh lên chơi, anh có mang theo hai con thỏ. Anh em chơi ở nhau một thời gian rất là lâu rồi. Thì hôm nay anh mang hai con thỏ ra thì tiện để quay video luôn cho cả nhà xem nhá. Cả nhà ở đây. Đây em Hoàng, em đang chuẩn bị lướng đây. Hôm nay thì một con thì anh em mình lướng một con hấp nhỉ anh nhỉ? Đúng và rồi. Tiết canh. Cả tiết canh nhá. Lúc sơ chế thì sự có không quay cho cả nhà xem, mong cả nhà thông cảm nhá. Hôm nay mình quay cảnh thưởng thức thôi. Đó. Đây em Hoàng em ra em lướng rồi. Than hòa nóng rực luôn nhỉ. Hoàng này chắc chảo rồi có lông tay đâu em nhỉ? Cả nhà anh em đầu bếp này nó bảo ai mà còn lông tay là ít phết đấy. Nhất là các vị bếp trưởng mà sóc chảo nhờ anh chảo dùng là vâng. Nóng, lúc cái nhiệt của bếp ga là nóng thì vâng. Nhiều khi nó lông tay mọc không kịp. Đây còn thỏ trông ngon quá này anh à. Đây là thỏ nhà nuôi đấy. Vâng. Ăn độc có rau cám gạo. Cám gạo anh? À cái cám mình đi xay đóc này đúng không đúng anh? Rồi. Vâng. Thế ăn núa chứ không ăn tăng trọng. Vâng. Ơ em tưởng nó ăn lá không? Rau ấy, ví dụ rau muống hoặc là rau cỏ mình vâng. Nhặt ở ruộng hoặc bờ bụi gì đấy mình vâng. Về mình rửa sạch cho thỏ ăn. À. Loại thỏ này nó ăn kén ăn. Vâng. Nếu mà không rửa sạch hoặc là có tí sâu các thứ là thỏ đau bụng. Vâng. Chất lượng thỏ sẽ đi xuống. Vâng. Ok. Nuôi thỏ khó phết đấy cả nhà nhỉ. Con này là gần 4 cân. À gần 4 cân con này cơ ạ. To nhỉ anh nhỉ? Đúng nhỉ? Hai con là 8 cân. Thỏ này thỏ lai. À thỏ lai à. Vâng. Nên lo có những dòng thỏ gì em chưa biết về mấy con thỏ đâu. Thỏ ta mình nuôi là nó bé hơn con này. Vâng. Nó thì chưa đến 3 cân con. À chưa đến 3 cân là to nhất đúng không anh? Vâng. Con thỏ này thỏ lai có con là lên tới 5 cân, hơn 5 cân. Hơn 5 cân một con. Ok đấy anh nhỉ. Hôm nay anh em mình ăn có mấy anh em mà ăn hai con này làm sao hết được đúng không cả nhà? Cả nhà mà ai rảnh rảnh hôm nay nhờ tầm nay mà úp video lên cả nhà, ông anh em mà ai khán giả rảnh rảnh qua đây thưởng thức thì vui quá. Ngon quá nhỉ anh nhờ. Nếu mà nhìn bình thường mọi người mà không biết là tưởng con làm như kiểu con mèo nướng. Đúng rồi, như kiểu con gì đặc biệt lắm. Uống với bia của nhà hàng Quang Minh thì quá chất. Đúng rồi ấy. Thì nó là bá đạo luôn. Mà em lại nhịn 2 ngày bia rồi anh ạ. Thỏ này thật ra làm được rất nhiều món đúng không anh Dũng? Đúng rồi. Vâng. Nếu mà nay đầu tháng, nếu mà không đầu tháng thì anh ăn ta vâng. Có món rượu mặn. Vâng, giả cầy. Thật ra mình ăn được anh, tại vì lo thỏ mà có phải là con gì đâu mà mình sợ đen đúng không anh? Hầu như là làm cũng đây em Hoàng em làm cũng tương tự như dê dạ. Tái trao quét dầu vào cho đỡ cháy cả nhà mà nó lại chín đều. Trời có ít đầu rồi mà ít phần đầu. Dạ. Ok, thỏ chín thôi cả nhà ơi. Đây. Tác phẩm của hai anh em đây. Thơm đi. Thơm, siêu thơm luôn. Hôm nay anh em mình theo em là anh em mình ăn không chót ra anh ạ. Ăn cả con. Vâng. Như kiểu bê tục xẻo ấy. Vâng, đúng rồi anh. Anh em đã chuẩn bị xong hết đồ rồi đây. Tiết canh thì anh em đánh xong rồi đây các bạn ạ.
Đây là thỏ hấp này, vừa hấp trong nhà xong rồi đây là món nướng này. Hôm nay là anh em mình là xin phép khán giả là anh em mình ăn bằng ấy này luôn nhá anh nha. À. Đấy, ăn xẻo luôn. Cho anh xin ba cốc bia đi đám ơi. Anh em mình ăn món gì trước đây anh Dũng? Hấp trước đi. Vâng, rồi. Anh em mình cứ làm cả cái đùi to anh ạ. Ôi, ngon thế. Thịt thỏ này nhìn trắng như thịt gà thế anh ạ. Dầm muối tiêu chanh. Sau. Wow. Các bạn ơi, đùi thỏ này trông phê vãi. Đây, em trai tên gì nhỉ? Em tên Lịch ạ. Lịch à? Đây, đây anh cắt luôn cho Lịch này nhá. Anh em mình cứ để dao anh nhá, anh em mình ăn đâu xẻo đấy anh ạ. Rồi. Ủa các bạn ơi, trông đùi thỏ ngon quá này. Anh Dũng ơi. Đây, em xin phép anh em làm quả này nhá. Ờ. Em ơi, em mời đi. Các bạn ạ. Để cho vào đây. Làm tìm muối tiêu chanh nè các bạn ạ. Thỏ này như nó hợp cả với tương hay sao nhỉ anh Dũng nhỉ? Hợp với tương bần, chấm tương bần cũng được. Vâng, cái này để em bảo các em nó che vào lấy thêm mấy đéo tương bần ra nhỉ anh nhỉ? Đây là cái muối tiêu chanh nha. Tiết canh em mình ăn sau đi, không ăn tiết canh trước lo lắm anh ạ. Rồi, anh em mình thưởng thức món thỏ hấp với thỏ nướng trước đi. Anh em mời anh ạ. À. Trông hấp dẫn quá. Anh em mời cả nhà nhá. Mời anh em nhá. Đây bia đây rồi. Thơm thật. Thật ra lâu lâu em mới ăn thịt thỏ đấy. Em cảm ơn anh nhá. Rồi, ok. Em ơi, đây ạ. Mời cả nhà nhá. Dạ. Mát hơi lạnh lạnh tí. Thơm ngọt quá. Ngọt mềm thơm lắm em ạ. Và ngọt thơm anh. Xin mời bạn. Ngọt mà mềm nhỉ anh nhỉ? Thơm. Thơm của các bạn. Thơm vị gì, nhập mùi gì anh nhỉ? Thấy hơi giống thịt gà không anh? Hơi giống thịt gà, vị hơi giống thịt gà bạn. Các bạn này. Xè nó trắng tinh như cái lườn gà các bạn. Ui, đây, một chút vàng. Món tiết canh này xuống đời thật anh ạ. Ăn kiểu này ngon em nhỉ? Ngon, ngon thật sự. Ngọt nó còn nguyên vị nhỉ em nhỉ? Ngọt. Xuống đây đấy, em cảm ơn anh nhá. Rồi, ok. Em ơi. Anh Dũng đã vừa vào trong Sài Gòn về đấy chứ ạ? À? Anh vào trong Phan Thiết xong là vào trong Cần Thơ xong vâng. Ngược lên Sài Gòn xong. Thế là chuyến anh đi mất bao nhiêu ngày? Khoảng 15 ngày. 15 ngày. Hành trình là nhiều vùng mà như thế đi mỗi nơi ở 1-2 ngày? Mỗi nơi thì có nơi ở 2 ngày, có nơi ở 3 ngày tùy theo độ khó của món ăn. Là mục đích của lần này mình vào là mình dạy nấu ăn trong cái ấy hay như nào? Dạy nấu phở các vâng. Món dạy nấu phở các món ngon ăn không muốn dừng luôn các bạn ạ. May đã được ăn gọi là cả con nghe rất là lạ nhé. Ngon, thơm thịt, thơm ăn vị giống hơn gà, đúng rồi, giống mùi thịt gà, giống hơn mùi thịt gà luôn. Đây mình còn chưa lấy lá chanh hay nào nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Chưa mà lấy anh ít lá chanh thái nhỏ đó, em nghĩ rất là hợp.
Rồi anh Dũng ơi, em sẹo cho anh cái này nhá. Đây bạn này, em sẹo cho anh Dũng cái phần lườn bà chị đi. Ui dồi, quá ngon anh ơi, em mời anh xin nhá. Mời cả nhà nhá. Đúng rồi, anh em mình lâu gặp hôm nay là ăn miếng thịt to luôn anh nhá. Thơm lắm cả nhà. Anh lâu lắm anh mới ăn thịt thỏ. Vâng. Cảm ơn anh nhá, hôm nay lâu lắm mà em cũng như anh thôi. Anh cũng được thưởng thức cái món thịt thỏ này. Mà ăn rất là ngon. À, anh ơi, anh em mình uống hết đi. Ờ, ok nhá. Cảm ơn anh nhá. Ờ. Món này uống với bia. Xin mời cốc bia nào. Món này uống với bia của nhà hàng Quang Minh thì anh giống lâu lâu được thưởng thức bia này em đấy nhà. Đúng rồi. Là từ đợt trong Tết đúng không anh? Trước Tết khoảng 2 tháng. Vâng. Bây giờ anh em gặp lại. Cái đợt mà sụn lên trên Hà Giang là anh Dũng có rủ về Lai Châu, đợt ra anh đang ở trên Lai Châu nhỉ? Đúng rồi. Xong là hôm Tết hôm là tầm mùng 4, mùng 5. Thì mùng 6 là anh đi vào trong Nam. Dạ vâng. Đây, món này là cái món lòng gan của cái con thỏ đấy các bạn ạ. À. Mấy anh em có xào dứa các bạn nhé. Em ơi, mấy em dùng đi. Đây, như kiểu quả tim thế nào đây, các bạn này, đây, gan này. Gan này tim thỏ đây, gan hình như đây. Đây, gan nhá. Đây, gan thỏ, lần đầu tiên là ăn gan thỏ này. Nó mềm mềm béo béo giống cái gan của con vịt con gan thì anh đúng nhỉ? Nó gần giống như vậy mà. Vâng. Mà món gan này mà xào kiểu như của Tây Bắc rất ngon. Xào Tây Bắc là xào với cái gì ạ? À? Người ta thì vẫn chỉ cho mắc kén là dầu các thứ các bạn. À, vâng. Tiếng Tây Bắc là các đồ ăn rồi bằng rau thơm. Em nghĩ là trên họ lạnh họ ăn sẽ ngon hơn anh ạ. Anh em mình thì... nhưng mà vẫn phải có vị cay cay tí. Vâng. À. Hôm nay em mua thuốc mua bia hợp anh ạ. Em thích mùa này uống bia ngon thì nước này, cái thứ hai là ăn mặc quần áo đi ra đường chơi nhé. Dạ anh nhở, khoác đúng áo khoác này xong ăn mặc thì thoải mái luôn, đi đâu làm cái áo gió theo ở cốp xe máy là được rồi. Anh dùng đi anh. Ờ rồi, kệ anh. Anh ơi, em, lấy cái em ăn đi. Dạ vâng anh. Đây, để anh xẻo thêm em miếng thịt thỏ. Đây, phần ba chỉ nhá. Đây, ủa ôi. Cảm giác sờ tay vào lúng lúc toàn thịt đấy các bạn ạ. Rồi. Thịt lạc lắm các bạn ạ. Đây, em caramel quay sát đây cho cả nhà xem này. Đây, phần thịt thỏ nguyên này này này. Đây, sự này lọc lại là đây các bạn trồng thịt thỏ này. Rất là nhiều thịt luôn nhé, mà đây hoàn toàn đây là thỏ mình nuôi kiểu ấy, nếu mà mình nuôi kiểu công nghiệp thì nó không được nhiều thịt nạc như thế này. Vâng. Nếu mà nuôi kiểu công nghiệp thì nhiều mỡ. Vâng. Em lúc mà anh chia sẻ thì anh bảo là đây là của nhà mình nuôi và mình cho nuôi bằng đúng rồi. cám với không, núa. Dạ. À đây rồi, anh cùng đây rồi. Anh ơi, vâng. Anh ngồi bên nào? Anh. Dạ. Anh Tùng vào sau thôi thì anh em mình xẻo luôn cái phần đùi lướng thôi nhá. Thôi nào được để anh. Đấy, anh ơi. Rồi, anh em mình hôm nay là kiểu chém to kho dừ nha anh Tùng nhá. Rồi. Ăn này sướng cực. Ui. Hơi dai dai một chút. Cái thỏ da ngon. Anh Tùng ơi, em mời anh. Rồi, cảm ơn nhá. Dạ. Trông ngon nhỉ anh nhỉ?
ăn kiểu anh Tùng mới ngon. Vâng. Không anh em mình cứ xèo xèo ra. Cái này xèo à, ngon. Làm miếng vịt to to thì anh nhở. Cứ miếng bé ngon đông đã. Nếu mà chặt như miếng thịt gà, thịt vịt ấy, thì nó không ngon. Xèo mày nhá. Đây mình liếc liếc ra nhá, mình liếc liếc ra cho các bạn xem. À. Anh em nhìn thấy cái miếng thịt thỏ trắng tinh ngon chưa? Mình thái nhỏ nhỏ ra anh em thưởng thức nhá. Đây. Mời em Lịch. Anh Tùng ơi. Anh Tùng. Mời anh. Anh xin. Đây bạn này thịt thỏ rất là trắng nhá. Trắng rất là ngon. Trắng ngon. Đánh thử miếng thịt tỏ à. Xin mời các bạn ăn thỏ lượm nha. Thơm không nhỉ? Thơm hơn. Ngon hơn thỏ hấp các bạn. Anh ạ, ngon hơn thỏ hấp. Nay mình ăn nó chắc. Nướng vừa chín tới. Vâng. Ngon. Cái vị nướng cả con luôn. Dạ vâng. Đây, nay em cả vị nướng cả con này. Cái nướng là ngọt hơn. Ngọt hơn thì em nhỉ? Đúng, ngọt hơn. Ngọt hơn mà thơm hơn, dai hơn luôn. Ăn nó không bị ngậy như kiểu cái thỏ này. Thỏ này ăn thì hơi ngậy tí. Nước nó hấp lên nữa. Vâng. Đầu tiên ăn cái món này khá ngon. Còn khi mà ăn cái thỏ lướng thì ngọt hơn. Còn ngon hơn các bạn ạ. Nào, anh ơi. Lâu lâu gặp anh Tùng đấy nhỉ? Vâng. Bây giờ sự sẽ thử phần tiết canh, trông khá là ngon các bạn ạ. Bạn trông chưa? Mình sẽ cho một chút nhé. Chanh vào các bạn ạ. Tiết canh này có vẻ có một tí chanh này. Nó ngon, vừa ngon mà mình ăn được nó an tâm đấy các bạn. Làng lá này lên. Xin mời các bạn nhé, uống tiết canh thỏ đông thế. Đông cứng như tiết canh dê các bạn. Mát ngọt. Nó mát các bạn ạ. Nó mát lắm. Vị nó lại hơi kiểu vị giống tiết canh lợn nhé. Không, tiết thỏ ăn nó mát mà mình ăn cảm giác giống vị tiết canh lợn này ạ. Nó mát như ngọt. Ngọt. Ngọt lắm. Anh đúng như thế. Ừ, mình mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Ngon này ạ. Ngon. Ngọt. Mát. Ngon. Cái thịt chưa mang lên có tiết nên mang lên với thịt ạ? À? Ông em thịt từ nhà anh ạ. Hạm tiết mang lên ạ? Vâng, hạm tiết mang lên. Cái này đánh tiết cái nhỏ là có ai khó đấy. Anh mua muối. Anh mời đi anh Tùng. Mời tiết canh đi. Ừ, lát nữa thì ăn cái này trước là ăn cái này. Anh Tùng có chai rượu ấy mà. Có. Rượu mà anh uống rượu lấy rượu. Chai... Mà anh Tùng có mang theo chai rượu đấy. Mang theo chai rượu từ quê lên. Dạ. Để... mang là phải mang đủ đủ bộ. Cả nhà ơi, anh em sự thì bây giờ sẽ ngồi nhậu lai rai thôi thì sự xin chúc cả nhà xem video vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người. Chào mọi người.